Bảo Khanh và Lâm Hồn xin cảm ơn quý vị đã vẫn giữ ban tần của đài BCTV. Và bản tin đầu tiên của phần 2 đã cho biết rằng Brazil thu giữ lô hàng vi cá mập bất hợp pháp lớn nhất thế giới. Kính thưa quý vị, các nhà chức trách Brazil hôm thứ Hai đã cho biết họ đã thu giữ 28.7 tấn vây cá mập bất hợp pháp. Và những vây cá mập này sẽ được xuất cảng sang châu Á. Đây là vụ tịch thu lớn nhất thế giới đối với loại vi cá này ngay tại nguồn gốc. Cơ quan bảo vệ môi trường Ibama ước tính lô hàng này đại diện cho cái chết của khoảng 10.000 con cá mập thuộc hai loài khác nhau, cá mập xanh và cá mập Mako vây ngắn, được đưa vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng quốc gia của Brazil vào tháng trước. Cơ quan này đã cho biết hoạt động của Ibama nhắm vào hai công ty khác nhau, nhưng những công ty khác vẫn đang bị điều tra. Chống lại sự tàn phá hệ thống thực vật của Brazil là mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Luiz Inácio, sau khi mà người tiền nhiệm của ông là Jair Bolsonaro làm suy yếu các cơ quan môi trường và quyền giám sát. Kính thưa quý vị, con voi ốm yếu của Thái Lan chuẩn bị trở về nhà từ Sri Lanka. Vườn thú quốc gia Sri Lanka đang chuẩn bị cho một chú voi ngà ốm yếu của Thái Lan trở về khu bảo tồn của Thái Lan, nơi nó sẽ được điều trị y tế, sau khi các nhà hoạt động vì quyền động vật đưa ra một cảnh báo rằng con voi đang bị ngược đãi. Con voi 30 tuổi Shakshurin là một trong ba con voi được chính phủ Thái Lan tặng cho Sri Lanka vào năm 2001 và đã được chuyển đến một ngôi chùa Phật giáo ở phía nam hòn đảo, nơi nó phải diễn hành trong các cuộc thi tôn giáo mặc dù đi khập khiễng. Sri Lanka là nơi không có cơ sở vật chất để điều trị tình trạng ảnh hưởng đến chân trước bên trái của chú voi. Sẽ trả cho con vật này về nước theo yêu cầu của chính phủ Thái Lan và sau đó nó sẽ được kiểm dịch trước khi được chăm sóc y tế. Chú voi Shakshurin sẽ được vận chuyển bằng máy bay trong một chiếc lồng được chế tạo riêng và rời Sri Lanka vào ngày 2 tháng 7. Một bản tin đã cho hay rằng hoãn phiên xử phúc thẩm vụ đất vàng trường chính trị ở Khánh Hòa. Kính thưa quý vị, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm xét kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ giao đất vàng trường chính trị Khánh Hòa cũ. Nguyên nhân hoãn được truyền thông loan trong ngày 21 tháng 6 là do tại phiên xét xử, hai bị cáo Lê Huy Toàn và Nguyễn Văn Nhật có đơn xin hoãn và vắng mặt. Công ty Thanh Yến, tức là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cũng có đơn xin hoãn phiên tòa. 6 bị cáo có mặt tại phiên tòa cũng đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Do đó, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xét xử, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau. Trước đó, hôm 6 tháng Giêng, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án này. Trong đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, thưa quý vị, là cựu chủ tịch tỉnh, 6 năm 6 tháng tù. Lê Đức Vinh, cựu chủ tịch tỉnh, 5 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, thì các ông Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch tỉnh, 5 6 tháng tù. Võ Tấn Thái là cựu giám đốc sở kế hoạch, đầu tư, cựu giám đốc sở... đến 3 năm tù. Tuy nhiên, ngay sau khi phiên sơ thẩm thì 8 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ bản án. Công ty Thanh Yến cũng có đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tư cách tham gia tố tụng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu đưa 626 cá nhân, tổ chức hiện là chủ sở hữu tòa nhà Nha Trang Center 2 tham gia tố tụng. Công ty này cũng đề nghị công nhận đã hoàn tất nghĩa vụ trong hợp đồng. Bác nội dung buộc công ty phải nộp thêm tiền trên lệch hơn 334 tỷ đồng, đồng thời đề nghị buộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Và tiếp theo cũng vẫn là bản tin từ Việt Nam. Công an điều động dân truy bắt những người tình nghi tham gia vào vụ tấn công ở Đắk Lắk. Các giới chức vụ huyện Cư Cui, tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị khen thưởng cho những người dân ở địa phương đã được điều động để bắt giữ những người tình nghi tham gia vào vụ tấn công vào hai trụ sở ở huyện vào hôm ngày 11 tháng 6 vừa qua. Vụ nổ súng ở hai trụ xã Ưu Tiêu và Yêu Cơ Thu, huyện Cư Cui diễn ra vào sáng sớm ngày 11 tháng 6 đã khiến 9 người bị thiệt mạng, bao gồm có 4 công an,
2 cán bộ xã và 3 người dân. Bộ Công an cho biết là đã có khoảng 40 người tham gia trực tiếp vào vụ nổ súng này. Ngay sau khi vụ này đã diễn ra, thì công an địa phương đã truy quét những người bị cho là tình nghi tham gia vào vụ nổ súng. Một số băng video được lan truyền trên trang mạng xã hội và do người dân cung cấp cho RFA đã cho thấy là những người thượng đã bị bắt, trói tay, thậm chí là bị đánh đập. Những người tham gia bắt những người thượng này mặc đồ thường phục. Bộ Công an vào hôm ngày 20 tháng 6 cũng cho biết là tổng cộng đã có 74 người đã bị bắt giữ có liên quan đến vụ nổ súng và công an đã bắt hết các kẻ cầm đầu cho vụ tấn công. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là ông Lê Vinh Quy đã cho báo giới biết là một số người thuộc nhóm tấn công này đã bị các tổ chức phản động nước ngoài lôi kéo qua Internet. Một số những tổ chức của người thượng được RFA liên hệ cũng khẳng định là họ không có liên quan đến vụ nổ súng, thậm chí lên án bạo lực. Báo của nhà nước vào hôm ngày 21 tháng 6 cũng đã dẫn lời ông Võ Tấn Huy là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Quyên, Đắk Lắk đã xác nhận là huyện đã giao cho phòng nội vụ làm công văn gửi ba xã về việc khen thưởng những người thường dân trong việc dũng cảm cứu công an bị thương, hỗ trợ bắt và trực tiếp bắt nhóm tấn công trụ sở hai xã Yêu Tiêu và Yakutur. Báo Pháp Luật của thành phố Sài Gòn cũng đã phỏng vấn một số người dân địa phương mô tả việc họ cầm gậy tấn công những người đang trốn chạy có cầm vũ khí. Thiếu tướng Lê Vinh Quy mới đây cũng đã gửi thư cảm ơn những người dân đã giúp cho công an truy bắt các đối tượng. Kính thưa quý vị, một bản tin cuối của chương trình đã cho biết rằng hàng ngàn người ăn mừng ngày hạ chí với các nghi lễ cổ xưa tại Stonehenge. Hàng ngàn người đã ăn mừng ngày hạ chí tại Stonehenge của Anh vào hôm thứ Tư, ngắm mặt trời mọc phía sau vòng tròn đá cổ xưa do tổ tiên thời đồ đá mới của chúng ta xây dựng hơn 4,500 năm về trước. Hạ chí đã đánh dấu ngày dài nhất trong năm và bắt đầu mùa hè ở Bắc Bán Cầu. Nó đã được tổ chức hàng thiên niên kỷ tại Stonehenge, là một di sản thế giới ở quận Wiltshire ở phía Bắc và phía Tây Nam. Kính thưa quý vị, đám đông những người đã đi theo đạo Cơ Đốc và đa thần giáo đã cổ vũ, chơi chủng chọe và vỗ tay khi mặt trời mọc trên đường. Ngay trước 4 giờ, tức là giờ GMT, thưa quý vị, những người đa thần giáo bao gồm cả một tu sĩ có râu, mặc áo choàng trắng và đội mũ rơm đã thực hiện các nghi lễ. Nhiều người cũng đội cái vương miện hoa và mặc quần áo truyền thống. Kính thưa quý vị, đám đông cũng tập trung tại các địa điểm thời tiền sử khác ở Anh, bao gồm cả Glastonbury Tor, là một ngọn đồi ở hạt Somerset lân cận, nơi đã thu hút những người thờ phượng trong nhiều thế kỷ. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng trong phần tin tức tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Và một lần nữa, Bảo Khanh và Lâm Hùng xin kính chúc quý vị chúng ta hãy luôn giữ gìn sức khỏe và có một cuộc sống bình an.